Xin hỏi các vùng miền của anh em đã hết dịch chưa? Lam Còi đang ở Hà Nội đây, cầu Trương Dương đây. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021, nửa tiếng rồi mới bò được lên chân cầu. Chắc qua được cầu khoảng mất tiếng rưỡi 2 tiếng nữa. Không hiểu là đã hết dịch chưa? Mưa gió, dịch bệnh, bão bùng. Hôm nay Lam Còi lên sóng là một cái YouTube clip nhỏ nhỏ để review một cái xe Ford Transit gửi đến các anh em lúc nhàn rỗi lướt TikTok, Facebook, YouTube của mạng xã hội để chia sẻ với anh em, đặc biệt là những anh em nào đang có nhu cầu mua lại cái dòng Ford Transit đã qua sử dụng, để chúng ta có nhu cầu đi lại hoặc có nhu cầu kinh doanh để kiếm đồng tiền bát gạo, lo cuộc sống mưu sinh, cùng nhau vượt khó vượt khổ, vượt qua đại dịch này. Thì gửi đến anh em một vài những điểm lưu ý cần thiết trước khi quyết định mua một con xe, tránh trường hợp mất tiền ngu, tiền mất tật mang. Điểm lưu ý sau, cái đầu tiên đó là cái đời xe đó, xem nó là đời xe bao nhiêu, chủng loại gì, bản thường, bản đủ, bản trung, vân vân, để chúng tôi quyết định mua, tìm hiểu em xu hướng thị trường nó có hợp lý với giá không, đừng có cao quá, đừng có thấp quá. Là anh em phải tra được nguồn gốc xuất xứ của xe đó là như thế nào, xem cái biển số đó nó có bị dính lỗi phạt nguội không, xong là kiểm tra từ số khung, số máy nó có hợp lý với các cái đăng ký đăng kiểm bảo hiểm có hợp pháp hay không, tìm hiểu xem xe đó tư nhân hay công ty, chính chủ hay không chính chủ, và vùng miền tất cả các thủ tục đó, rút hồ sơ sang tên đổi biển có hợp pháp không. Nếu anh không, các anh không biết làm thì kiểm tra và nhờ tư vấn thuê các bên dịch vụ họ làm, tránh cái tình trạng ta mua nhầm xe với những cái xe bị trộm cắp, tranh chấp cầm cố của các tư nhân cơ quan của ngân hàng. Sau khi đi thử xe đường ngắn, đường dài, đường trường, chạy nhanh chạy chậm, ta test thử mọi thứ, chất lượng của xe ok rồi. Thử cái số ấy, thì tất cả anh em đều một đánh giá con xe tốt ấy, thì cần số nhìn nó đẹp, vô lăng cần số đẹp, chúng ta đạp côn sau khi lổ cũng nóng đi một chút, thử lúc nguội thì vào số như nào, lúc nóng vào số như thế nào, thử tất cả số mà nó nhẹ nhàng ngọt ngào, đi nó đúng cửa, nó không bị hóc cửa, nó không bị mắc tay, đi nó rõ nét để đánh giá được số đấy. Bình thường okay. Đi thử xe thằng Ford Transit này vào những cái ổ voi, ổ trợn, ổ gà, đường trớn sông Châu này, đi nhẹ nhàng, có đường sóc mấy nhưng nó rất là êm, nó là sóc mấy thì sóc nhưng mà biết cách đi, thử xe rất êm. Nhưng mà nhiều khi là thử xe anh em biết phi ở mầm này, nó lòng sòng sọc ra, đi theo kiểu các quan tài ngày xưa như Vũng Lội này, đi vào trớn, đi vào những cái điểm trớn đấy, điểm lên điểm xuống để đánh giá của con xe cái gầm nó tốt không. Bởi vì nhiều khi là anh em là tùy thuộc vào cái cung đường xe nó chạy, tùy thuộc cung đường xe chạy, nhiều con máy rất là ngon luôn, vỏ đẹp nhưng gầm cực kém, có con thì gầm cực kỳ ngon nhưng mà thân vỏ mấy cả máy thì lại kém, bởi vì tùy thuộc các cái cung đường cái xe đó nó chạy như nào, chứ không phải là đều là cứ xe vỏ đẹp, nội thất đẹp, máy ngon mà gầm lại không ngon. Đấy, cái việc đấy để anh em biết, để chúng ta chạy thử, mất thời gian chạy thử, có điều kiện chạy thử những cái đoạn đường nó xấu như thế này, để anh em thử xe, nếu nó có vấn đề thì xem là nó biết được nó là bao hỏng những cái gì, gầm nó hỏng những cái gì, để chúng ta lên chi phí hoặc hỏi tư vấn dịch vụ xem là những cái đấy chi phí đấy nó có đội giá cái xe lên cao quá không, để chúng ta về sửa chữa lên một cái hạch toán rõ ràng, để thỏa thuận với chủ bán xem có thêm bớt được không, để chúng quyết định xuống tiền. Để đánh giá một cái động cơ tốt, đầu tiên chúng ta là điện tốt, còi kêu, máy khỏe, chúng ta đề lổ phát là đề ăn ngay, đừng có kéo dài, đề dài đề ngắn đủ thứ, đề lên rồi lổ, máy lổ ấy phắc đứng im, không có tiếng gõ, chạy ga lưng lên nó cũng không gõ, ép ga nó cũng không gõ, máy đứng phắc,
tuyệt đối là máy nó phải khô ráo sạch sẽ từ trên xuống dưới, thành vách, không chảy dầu chảy nước, ngon nghẻ. Và chú ý hơn là những cái đồ từ máy phát, bơm trợ lực, điều hòa, bơm nước, bơm trên không, vân vân, những cái dầu dìa thành vách mà không được chế tác gì, nguyên bản. Máy nổ êm. Và quan tâm hơn đến những cái mặt cam này, mặt cắt te và các thớt nó có răng keo linh tinh. Nếu mà đã ổ máy ra máy rồi thì xem nguồn gốc xuất xứ, là làm máy ở đâu, làm những cái gì, xem sổ theo dõi nhật trình của xe như thế nào, có bảo hành bảo tỏi gì không. Kiểm tra dầu nhớt là máy đúng đủ sạch, nước làm mát cũng đúng đủ sạch, không bị sôi nước. Đường ống nước, đường ống gió, tất cả mọi thứ ok, gọn gàng sạch sẽ. Và đặc biệt là lổ nóng lên là cái lượng hơi thừa này, nhưng mà không có. Đấy. Quan tâm anh em, quan tâm việc này rất là nhiều đi. Nhắc anh em là xem xe đừng có lên xe rồi chưa kịp cái nào lổ máy rồi ga vụt ga lên 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 vòng phút. Chúng ta đừng làm như thế, rất hại xe, không hiểu biết gì về xe cả. Ga vụt như thế rồi ảnh hưởng đến xe của khách chưa mua được cái không xem xe như thế. Cái người ta chủ ra giữ gìn xe nó rất là giữ gìn, chẳng bao giờ ga như vậy, chỉ có đăng kiểm người ta mới ga thế. Anh em chưa biết mua hay không nên ga vụt như thế rất là hại xe. Người ta biết về xe người ta đừng có ga, bởi vì nó là máy điện, anh em ga là gì. Chúng ta thích thì thích thì chúng ta đi đường trường, chạy tốc độ từ 40 có thể lên 100, 120, anh em ga thì có thể nhìn có khói hay không, mà xe máy điện đấy khi nó khói như thế. Đấy, anh em phải xem hơi thừa và độ bốc hay không thì anh em đi thử đường trường anh em biết. Đấy, lưu ý anh em là như vậy. Về phần điện thì anh em cũng không cần quan tâm sâu quá, bởi vì đó là về phần kỹ thuật nên anh em có tìm hiểu vào cũng khó thể biết được. Cơ bản có thể là chia sẻ với anh em mấy cái mẹo nhỏ. Đầu tiên là chúng anh em quan tâm đến tất cả những cái gì ở cái đồng hồ điều khiển của người lái. Đầu tiên từ cái vô lăng cần số nó phải đẹp sạch sẽ, từ cái vô lăng tay nắm cửa, rồi những cái chi tiết. Nếu mà một cái xe nó ít sử dụng ở trên được bảng táp lô bao giờ nó cũng nguyên bản, nó sạch sẽ. Đấy. Còn có thể nhiều cái đồ độ xe bây giờ anh em quan tâm xem nó là cái nguyên bản, tất cả cái nguyên bản từ đèn, còi, xi nhan, gạt mưa, lên kính, điều hòa, nóng lạnh, vân 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 vân, xem nó có đúng đủ không. Những cái đồ độ đèn, còi, xi nhan hay âm thanh hình ảnh, những cái đấy xem nó độ như nào, có đẹp hay không, khoảng bao tiền để đánh giá cái xe. Cái đồ điện của nó thì là bật cái chìa khóa lên nó thể hiện tất cả những cái đèn cảnh báo chức năng ở cái khoang động cơ, và có lỗi gì nó sẽ báo lên, vì đây là máy điện. Đấy, xem nó có đúng đủ hay không. Đấy, có đúng đủ hay không. Sau đó anh em quan tâm đến chúng ta đề lổ lên này. Đấy, xem nó có tắt hết những cái đồng hồ đây, tắt hết những cái đồng hồ như vậy không, có báo cái gì không. Đấy, còn nếu báo đó là cái cảnh báo gì, và check xem hướng nguyên nhân, sửa chữa bao tiền anh em quyết định. Một cái xe đánh giá được form sườn nó đẹp thì tất nhiên nó đầu tiên là cái màu xe nó phải trang nhã, sạch sẽ, gọn gàng, bắt mắt. Đấy, đừng có lòe loẹt quá, tùy vào gu của mỗi anh em. Đấy, tất cả anh em kiểm tra từ phần lóc xe, từ phần gầm xe, trong đó trước sau tất cả các cánh cửa, đường gân guốc này có sắc nét không, tất cả những cái mối hàn bấm từ lóc xe xung quanh của nó, xem là nó có bị đâm đụng va chạm gì không, xem tất cả những phần cua lốp, hốc lốp, sắt xi, xem có bị mối mọt gì không, tất cả đèn đóm có chế tác gì không, có còn đã chế tác có đúng đủ logo đồ xịn hay đồ thường, anh em có thể phân biệt được. Tất cả răng keo, răng cánh cửa nó có ok không, những vết hàn bấm tất cả xung quanh nó có rõ nét hay không. Bởi vì tất cả những cái nội thất và cái form xe này nó có thể phản ánh thẳng vào mắt anh em, có thể đánh giá được rất là dễ xem. Bốn giò bốn lốp có khỏe chắc chắn hay không, hãng gì. Anh em cũng để ý một chút, bởi vì với cái thằng Ford Transit này chúng ta đi thử xe rất nhiều con, nó có một cái ban bệnh là đi chậm, đi cái tốc độ 20, 30, 40
nó rất là ù xe đấy. Ù thì có thể do người chạy hoặc do lỗi của xe là để nó yếu đà quá nó ù, và ù thứ hai là do gầm hoặc cái cắt đăng hoặc bi đấy, những cái về hệ thống chuyển động nó ù. Thế cái bước này là anh em đi đi thử xe là chúng ta đi chậm thôi đấy. Còn đi nhanh thì vượt bù tốc độ lên, anh em bù tốc độ lên đột ngột đấy, và lên từ từ xem máy nó có thoát được không. Nên thoát vòng ngoài mà ví dụ đủ cũng tốc độ phát đang phát là nó phải đạt 80 90 100 ngay đấy, đạt 80 90 100 ngay bù lên đấy, xem là máy nó có thoát không đấy. Có những con đi thử xe thì nó lại cứ giật, một là nó yếu máy, hai là nó không đủ dầu, ba là hệ thống kim nó có thể kém, ép lên nó gõ hoặc là kém, nó không đạt tốc độ. Lúc đó là máy nó cứ đạp lên mà nó cũng không lên được, nó giật giật. Để đánh giá các động cơ nó tốt hay không. Thông thường thì anh em đi kiểm tra và xem test xe thì theo cái cách truyền thống là xem tất cả mọi thứ, máy gầm, điện, thứ ok rồi. Còn một cách nữa là có mẹo nhỏ để hướng dẫn anh em có thể đi thử xe đường trường, đường sóc và thử độ khỏe của xe với những cái cung đường không thể đạp tốc độ, đạt tốc độ. Tùy vào địa phương và những cái không gian đó chúng ta không thử được, thì cũng có thể làm một đơn giản thử qua một con cơn dốc dốc nhỏ như này, đúng không ạ? Anh em về số 3 đi, anh em về số 3 đi đấy. Về số A đi, hoặc về số 2 xuống những cái con dốc như này đấy, kiếm một con dốc anh em nhả côn ra ấy. Nếu một con máy tốt nó giật thững phanh lại nó đi bằng số, bởi vì khi đường số với số 2 thấp hoặc số 3 đấy, máy nó gầm lên, máy nó giật đứng lại đấy. Chứng tỏ là cái hơi nó rất là tốt, nó ghim máy lại luôn, nó lén nó ghim máy. Còn những con nào mà nó tụt hơi, hơi nó kém rồi đấy, nó trôi tuần tuột. Anh em nào chạy xe nhiều sẽ cảm nhận được cái đấy, tốt, hơi khỏe đấy. Chưa cần phải chạy đường trường đạp tốc độ cao, rất đơn giản. Còn côn khỏe hay không thì anh em chỉ cần thử, chúng ta vào số tiến lên lùi lại, nhả côn ra, nó lùi mạnh, nó khỏe mạnh, nó tiến mạnh, để găng ti nó đã tự bù ga nó lồi tiến, thế là biết là côn nó khỏe. Đấy. Còn khi đạp đến vòng tua mà 1.800-2.000 vòng rồi, máy nó cứ hòa lên, đi hết số đủ đà rồi, không vướng cứ gậy vật mà máy nó cứ hòa nó lên mà nó không đạt được tốc độ theo vòng tua nó, thì chứng tỏ là con đấy nó côn đã kém và nó đã có hiện tượng bị xoắn. Ok. Và đi chúng ta nhớ là thằng chassis này nó hơi kén người lái về cái số. Anh em mà không chạy quen ấy, vào số nó rất hay bị nhầm cửa nhất. Cái thứ hai là anh em phải dồn số theo đà của nó, chứ để mà đi số cao ấy, chưa đủ đà anh em đi số cao, chưa đủ tốc độ, ví dụ đạt số 2, số 3 mà anh em đã đẩy đến 4 hoặc 5 nhanh thì nó sẽ bị rung xe ngay, và lúc nó rung xe. Còn đúng mà cái thằng Ford Transit này mà đi đúng đổ theo đà của nó, đi số má nó cực kỳ ngọt ngào luôn, mà đi nó dễ đi đó. Nó sử dụng ai mà chạy xe Ford, tôi nhìn cái cách đi số, côn ra ga vào, nghe cái tiếng nước ga đã biết người ta đã chạy nhuần nhuyễn chưa. Không nhất thiết là anh em phải cầm cái cần số, ví dụ gần vượt chướng ngại vật hay vụt cái cầm cái đấm vụt phát nhanh như này, làm gì mà phải mức độ như vậy. Chúng ta tính đà cứ nhẹ nhàng, ta đọc côn vào, xong chúng ta tính vào cái đà xe đó, đáng nhẽ là về số 3 nhưng chúng ta về số 4, lên số 4 hay số 2 tùy chỉnh vào cái đấy, chứ không nhất thiết là anh em phải đi tới 1 2 3 4 5 6, không phải vậy, bởi vì nó theo cái quán tính đà xe. Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi cũng như là nhiều anh em chia sẻ lại để anh em dùng cái Ford cho nó tốt, số má nó ngọt ngào. Và tuyệt đối là anh em đừng lười về số. Và đi những cái cung đường tắc đường ấy, anh em đừng có ngâm côn làm gì cả. Vừa hại máy vừa hại côn và lại nguy hiểm cho cái phương tiện đằng trước. Đùng cái chân côn nó tụt dầu anh em lại ôm vào đít thằng khác. Để đánh giá tốt được một con xe thì tất cả về mọi thứ, gầm máy, điện, nội thất, điều hòa, an ninh và giá cả hợp lý cái thị trường, để anh em xuống tiền chốt một con xe người thật việc thật đúng đủ để không bị mà nói. Hôm nay anh em nhờ ông bên mua xe, ông bán xe, hai ông tranh cãi về chất lượng xe để chốt vào giá anh em xuống tiền, thì nhờ làm còi tin tưởng để đánh giá một con xe theo đúng giá tiền chất lượng, đồng tiền bát gạo cho hợp lý.
Thì làm còi cũng công tâm mà đi thử xe, xem xe và test xe cho anh em, và công tâm. Còn cái việc mua bán chốt hay không là giữa hai bên thỏa thuận. Còn thực ra tôi cứ công tâm là tôi có gì tôi nói vậy cho là hợp lý, và cũng tiện đấy để chia sẻ với anh em mọi miền, để khi chúng ta quyết định xuống tiền mua lại một cái xe cũ để sử dụng, làm sao nó đồng tiền bát gạo, nó hợp lý. Kiếm đồng tiền nó đã khó rồi, sử dụng đồng tiền cho nó hợp lý, trong khi đó lại biết anh em đổi nhóm đi trên mạng, chúng ta tìm hiểu thực tế để đánh giá, để chúng ta quyết định làm sao cho đúng đắn. Đừng có vội vã vã quá, thời gian kiếm tiền nó còn nhiều, mình còn chạy nhiều dòng cái khác hay làm cái này cái khác còn nhiều cái. Bất kỳ ngành nghề nào, theo cái nhận của tôi, tham gia một cái gì, tìm hiểu cái gì, chúng ta cũng phải quyết định tìm hiểu sâu xa về mọi vấn đề góc cạnh, từ an ninh xã hội, tiền bạc, chất lượng sử dụng, làm sao nó phù hợp. Đừng có mua nhầm xe, hoặc là biết thế, hoặc là đáng nhẽ, thì lúc đấy nó rất là muộn màng rồi. Đấy là cái thông điệp gửi anh em. Chúc anh em có những cái quyết định đúng đắn để sử dụng xe tốt cho hay, và quyết định xuống tiền mua con xe đã qua sử dụng. Cảm ơn anh em.